Justin, Justin, Huy ơi. Nhà mai Starbucks cái trang 2 giờ tới 4 thì nó hát nhau rồi. 5 giờ chỉ có cái thằng Frappuccino thôi, say yes, ha ha ha. Frappuccino. Hello, cô Huy hả? Tin đâu? Tin ơi, chị là dở tao rồi. Tin ơi. Justin, Huy ơi, à, có đi gì ở với anh Cảnh